Vâng, xin chào tất cả các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học Mỹ. Thì thông thường các trường sẽ yêu cầu sinh viên quốc tế phải có chứng chỉ tiếng Anh như là IELTS hoặc là TOEFL. Thì tuy nhiên thì đa số sinh viên Việt Nam đạt được những chứng chỉ này thì có tỷ lệ khá là thấp. Nhưng mà không vì thế mà giấc mơ du học Mỹ của các bạn sẽ bị cản trở nếu mà tiếng Anh chưa tốt. Thì bạn có thể đăng ký khóa học Anh văn của trường hoặc là các trung tâm Anh ngữ bên ngoài trước khi mà vào học khóa chính. Thì đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Hồng Ly là chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương để tìm hiểu rõ hơn về cái thông tin du học này các bạn nhé. Vâng, thì xin chào chị Hồng Ly. Thì học thư của Tân Đại Dương có nhận được khá là nhiều thắc mắc. Thì trong đó có một email của anh ở hoangminh2102@gmail.com là: tôi có người thân ở bang Massachusetts. Tôi muốn cho con gái đang học năm 2 trường đại học kinh tế qua Mỹ học tiếp chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng không biết chọn trường nào. Tân Đại Dương có thể giúp tôi về vấn đề này được hay không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Minh. Thì tại bang Massachusetts, một trong những thành phố sôi động nhất nước Mỹ, đó là trường Fisher College, được thành lập từ năm 1903 và tọa lạc tại thành phố Beacon, Boston. Về trường cao đẳng Fisher mang đến cho sinh viên môi trường học năng động và bậc nhất với khuôn viên rộng, xanh đẹp, được thiết kế cùng những trang thiết bị hỗ trợ học tập hiện đại, đảm bảo tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên. Cao đẳng Fisher cung cấp một cái chương trình giảng dạy đa dạng với nhiều chuyên ngành khác nhau, từ kinh doanh đến giáo dục và khoa học xã hội, nhân văn, nhằm đáp ứng những nhu cầu thay đổi của sinh viên hiện nay. Trường Fisher College mang trong mình sứ mệnh thay đổi cuộc sống bằng cách định vị cho sinh viên các cái kiến thức và kỹ năng trong học tập, cuộc sống cũng như trong công việc tương lai. Hiện nay trường có 1812 học sinh đang theo học. Số sinh viên đa dạng gồm nhiều sinh viên đến từ 30 quốc gia khác nhau. Sinh viên sẽ có rất là nhiều thuận lợi khi học tại trường Fisher College bởi mỗi một sinh viên sẽ được quan tâm hơn trong một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau cùng với những ích lợi khi được sống trong trung tâm thành phố lịch sử và đa dạng thuộc Boston, Massachusetts. Thì cao đẳng Fisher cung cấp một cái chương trình giảng dạy kết hợp giữa giáo dục khoa học xã hội, nhân văn với các chương trình dạy nghề, thực tập được thiết kế đáp ứng những cái nhu cầu thay đổi của sinh viên hiện nay. Thì chương trình đào tạo trường Fisher College mang đến cho sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế từ các nơi trên thế giới các cái chương trình đào tạo liên kết 2 năm, cử nhân 4 năm và chứng chỉ dành cho ngành y tế. Và chương trình liên kết như là quản trị kinh doanh, tư pháp hình sự, giáo dục mầm non, thiết kế thời trang, theo dõi đơn hàng thời trang, nghiên cứu chung, công nghệ thông tin, y tế, khoa học sức khỏe, nghệ thuật tự do, trợ lý y khoa, tâm lý học, chương trình cử nhân và rất là nhiều chuyên ngành để cho bạn lựa chọn. Để chi tiết hơn những cái chuyên ngành tại trường Fisher College thì anh Hoàng Minh có thể truy cập website tân-đại-duong.edu.vn để tham khảo nhé. Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của chị Ly. Thì với câu hỏi thứ hai là đến từ email baobối@gmail.com là trường hợp sinh viên không đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào thì phải làm sao và có cách nào để khắc phục điều này hay không ạ? Thì xin chào bạn, để khắc phục những cái khó khăn như là chưa đủ điều kiện tiếng Anh để vào các chương trình cao đẳng đại học thì tại FLS International được biết đến như là một trong những nơi đào tạo chương trình tiếng Anh hàng đầu trên thế giới với tính sáng tạo độc đáo. Chương trình của FLS giúp cho bạn nói tiếng Anh giống như bạn đang nói tiếng mẹ đẻ. Thông qua các lớp như là nghe, nói và thực hành, cơ hội ở homestay với người bản xứ giúp bạn có nhiều cơ hội học hỏi và trao dồi tiếng Anh. Trung tâm của FLS được tọa lạc tại các địa điểm sôi động và hấp dẫn khắp nước Mỹ như là Los Angeles, Boston và Las Vegas hoặc các thành phố đại học đẹp như tranh như là Lock Haven và Tennessee. Thì nếu bạn muốn thay đổi địa điểm học giữa các campus của FLS, chẳng hạn lúc đầu bạn đăng ký học tại FLS Fisher College, nhưng sau đó muốn chuyển sang FLS Tennessee State University, bạn có thể hoàn toàn chuyển được. Đặc biệt khi các bạn học Anh văn tại trung tâm FLS, các bạn sẽ được cấp một lúc hai thư mời nhập học, đó là thư mời học Anh văn của trường FLS và thư mời học chính khóa của trường cao đẳng hoặc đại học liên kết với FLS tại bang mà bạn chọn. Thì trung tâm Anh ngữ FLS còn là đối tác của hàng trăm trường cao đẳng, đại học được chấp nhận chuyển tiếp tại các bang của Mỹ. Vâng, rất là cảm ơn những câu trả lời mà chị Hồng Ly đã gửi đến cho tất cả các bạn. Thì để tìm hiểu rõ hơn về danh sách các trường đối tác của FLS sau khi học xong sẽ được chuyển tiếp, hãy truy cập ngay vào website tân-đại-duong.edu.vn hoặc là các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý là không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào các bạn, Mỹ là quốc gia có hệ thống trường đại học tốt nhất thế giới với các chương trình đào tạo xuất sắc trên hầu hết mọi lĩnh vực. Du học Mỹ luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch du học của du học sinh Việt Nam. Và hôm nay đây có sự góp mặt của bạn Ngô Gia Hưng, một du học sinh vừa đậu visa Mỹ, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta là tại sao lại chọn Mỹ du học. Xin chào Gia Hưng.
Gia Hưng có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của Gia Hưng cho các bạn biết được hay không? Mình tên là Ngô Gia Hưng, hôm nay mình 18 tuổi. Hiện mình là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành điều khiển và tự động hóa. Thì em qua Mỹ em học chương trình gì? Khi mà qua Mỹ thì em sẽ học về ngành quản trị kinh doanh, chương trình cao đẳng. Thì lý do tại sao ở Việt Nam em đang học năm nhất của ngành điều khiển thì là tại chọn ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ đi du học? Tại vì đó là ngành mà gia đình em hướng em đi, và bên cạnh đó thì là cái ngành quản trị kinh doanh là ngành mà em thích hơn so với cái ngành mà điều khiển tự động hóa đó, nên là em quyết định là chọn đi du học Mỹ về cái ngành đó để có thể mà khi mà về Việt Nam mình có làm công việc tốt. Khi mà qua Mỹ thì em học trường cao đẳng Brooklyn tại bang Texas. Trước khi mà đi du học Mỹ thì em có tìm hiểu một số điểm về cái bang đó như là thời tiết. Thì cái thời tiết mà ở Texas thì có nhiều điểm tương đồng với lại thời tiết ở Việt Nam, như là vào mùa đông thì nó cũng không có lạnh lắm, khoảng 19 độ, nhưng mà nó là tại vì nó là mùa ôn đới nên là vào cái mùa hè thì trời không nóng lắm. Rồi thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Bốn năm trước thì chị em đi du học thì có làm hồ sơ tại Tân Đại Dương, và bây giờ là chị em hiện đang học tại trường Colin. Bây giờ là chị hướng dẫn em và giới thiệu em với công ty Tân Đại Dương. Thì em cùng học chung ban với chị của em ở bang Texas không hả? Dạ. Rồi người nào đã làm hồ sơ với em tại Tân Đại Dương? Dạ, chị Thúy. Chị rất là vui tính, tốt bụng, rồi hướng dẫn em là cái cách mà trả lời cái câu hỏi. Mà trong lúc mà khảo bài do là có một lúc em quên nên là chị cũng hơi khó tính chút. Trong quá trình làm hồ sơ thì cái ấn tượng của em về Tân Đại Dương là các anh chị ở đây đều rất là tốt bụng, mọi người đều sẵn sàng là giúp đỡ em để hoàn thành tốt được cái việc mà phỏng vấn visa. Đặc biệt là như chị Thúy, chị Ngọc, rồi có anh Phương, thì ngoài ra có sự hỗ trợ của anh Bảo Anh nữa. Thì anh Bảo Anh thì cũng có hướng dẫn em nhiều câu hỏi, cái cách mà mình tự tin vô khi mà trả lời cái câu hỏi của các đại sứ quán. Thì từ lúc em nộp hồ sơ cho tới khi có visa là khoảng thời gian là bao lâu hả em? Từ lúc em làm hồ sơ tới bây giờ là khoảng 3 tháng. Thì do trong quá trình mà em học cái thời gian đó thì em học năm nhất ở đại học, thì có thời gian, cũng có thời gian là do học quá nhiều nên là em phải chỉ đi một tuần khoảng 1 đến 2 buổi. Nhưng mà vui là cuối cùng cũng xong rồi. Thì bây giờ em đã tự tin là mình đã có visa Mỹ ha, mình đã vượt qua một cái rào cản là khó nhất. Tân Đại Dương một lần nữa xin cảm ơn em đã tham gia cùng chương trình là chia sẻ ước mơ, để các bạn chuẩn bị đi du học Mỹ có thêm một cái hành trang cũng như là có cái kinh nghiệm để mà có thể là tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn visa Mỹ. Và chúc em qua Mỹ học tập thật tốt.